Một vụ thang máy rơi vừa mới xảy ra vào chiều tối qua 23 tháng 4 tại tòa nhà chung cư N2D ở Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội, khiến người dân vô cùng hoảng loạn. Rất may là bảo vệ tòa nhà phát hiện kịp thời nên không có ai bị thương vong. Ghi nhận của nhóm phóng viên kênh VTC14. Vụ việc xảy ra vào lúc 16 giờ 30 phút tại chung cư N2D Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội. Thời điểm thang máy bị rơi, bên trong có 6 người, gồm trẻ em, phụ nữ và người già. Ngay sau khi nhận được tin báo, bảo vệ tòa nhà đã có mặt để giải cứu những người bị nạn ra ngoài an toàn, đồng thời thông báo cho đơn vị quản lý nhà chung cư N2D đến sửa chữa, khắc phục sự cố. Dân họ báo là bị sự cố cầu thang thì tôi làm công tác cứu hộ cho mấy bà con ở trong cầu thang ra. Thế thôi, tình hình bà con có hơi hoảng loạn thế thì tôi trấn tĩnh bình tĩnh lại để bế mở các cháu ra hết. Thì cái lỗi kỹ thuật này thì nó cũng thỉnh thoảng nó có gặp được kỹ thuật, bây giờ mình cũng chả biết bên kỹ thuật mình không nắm được rõ về cái này. Trao đổi với phóng viên VTC14, các hộ dân sống tại khu nhà đều vô cùng lo lắng và hoảng sợ trước việc thang máy thường xuyên xảy ra sự cố trục trặc. May đấy mà không có người chết. Nếu mà có người chết còn nguy hiểm nữa, năm lúc không dám đi nữa, phải đi bộ. Mà còn ví dụ đây này, bà con này toàn người nhỏ như này, mới lên tầng 15, 16, lên có thấy khổ không? Bà già mà bế cháu lên đến tầng 15, 16, 17, cực khổ luôn. Họ không biết cái lỗi khổ của dân này đâu. Ngày 19 thì có tạm dừng cái thang máy bên cạnh này để về một số vấn đề thiết bị phải thay thế, trong khi vẫn cho tiếp tục chạy thang còn lại để cho phục vụ cư dân. Thì hôm nay xảy ra cái sự việc là thang máy vận hành là bị dừng lại. Thế sau đó thì cái đội bảo vệ phải lên để ứng cứu khẩn cấp cho những người bị tắc ở trong thang máy. Thế giờ hiện nay thì cư dân muốn là xác định rõ những cái nội dung này và có các biện pháp tiếp theo. Thế thì với cá nhân của tôi cũng là một cái người ở trong tòa nhà, tôi trên tầng 16, khi xảy ra cái sự cố thang máy thì nó sẽ rất khó khăn, và tôi là người ý thức rất rõ vì cái chuyện là thang máy nó trục trặc thì sẽ ảnh hưởng đến đời sống cư dân như thế nào. Sau sự cố, đơn vị bảo trì thang máy đã đến kiểm tra, đánh giá nguyên nhân dẫn đến sự cố. Đến tối muộn ngày 23 tháng 4, hàng trăm hộ dân sống tại chung cư 17 tầng N2D vẫn phải di chuyển bằng thang bộ lên các tầng phía trên.